thuần là những bức ảnh. Đúng là những cái điều em mong muốn, chụp lại những bức ảnh, lưu giữ những cái giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch để giúp đỡ được một phần nào đấy cho xã hội, góp phần làm cho nền du lịch nó phát triển thêm một chút. Chỉ một tấm hình thôi, ngoài việc tác giả ghi lại những cái dấu ấn riêng của mình thì có sức lan tỏa rất là lớn. Nhiều người từ cái bức ảnh đó đã tìm về cái vùng quê của Trần Tuấn Việt chụp để tham quan, để tìm về những giá trị đằng sau ống kính. Đằng sau mỗi bức ảnh là một câu chuyện thú vị về văn hóa, một thông điệp đầy ý nghĩa mà nhiếp ảnh gia tài năng Trần Tuấn Việt muốn gửi đến tất cả mọi người. Cuộc đời được ghi dấu bằng những khoảnh khắc, và có những khoảnh khắc sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một chàng trai có rất nhiều tấm ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ những khoảnh khắc gì, chúng ta sẽ gặp Tuấn Việt. Xin chào Tuấn Việt. Xin chào anh, xin chào khán giả của chương trình Khoảnh khắc cuộc đời ạ. Đến bây giờ anh có nhớ là mình đã ghi lại bao nhiêu khoảnh khắc cho ống kính của mình không? Hôm trước thì em vừa tiện tay thống kê thì em chụp được khoảng hơn 300.000 bức ảnh khắp Việt Nam. Cái đó là mới cứ tiện tay ấy, còn không tiện tay nữa thì còn khủng khiếp nữa. Em thì lại là một người khá cầu toàn nên là em chắt lọc được chỉ đâu vào khoảng 300 tấm ảnh thôi. Tức là 300.000 để lấy khoảng 300 tấm ảnh ưng ý nhất. Vậy là tỷ lệ của nó là 1/1000 à? Chứ 1.000 kiểu thì được 1 kiểu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một số khoảnh khắc rất là độc đáo của Trần Tuấn Việt. Quý vị thấy sao ạ? Những tấm ảnh này gợi nhớ cho quý vị điều gì ạ? Khi mà xem lại những cái tấm ảnh như vậy thì Trần Tuấn Việt cảm nhận thế nào? Mỗi lần nhìn những bức ảnh thì em lại nhớ đến những khoảnh khắc, những chuyến đi của mình rong ruổi khắp đất nước để ghi lại những bức ảnh đó. Và mỗi cái bức ảnh nó có một cái câu chuyện để kể, mà nó truyền tải những cái giá trị rất là hay mà em muốn gửi gắm đến người xem ạ. Bây giờ anh muốn hỏi khoảnh khắc đầu tiên đi. Em còn nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mà em đã ghi lại trong ống kính của mình mà em ưng ý nhất? Ưng ý đầu tiên thì chắc là cái khoảnh khắc mà em chụp những bà cụ đang ngồi đắn đó ở làng Thủ Sĩ ở Hưng Yên. Đấy là bức ảnh đầu tiên em được lựa chọn vào top ảnh đẹp trong ngày trên cộng đồng National Geographic năm 2015 ạ. Tại sao em lại chọn khoảnh khắc đó? Em nghĩ là đấy là một cái dấu mốc khẳng định được những cái giá trị mình truyền tải và những cái câu chuyện văn hóa của Việt Nam được bạn bè thế giới đón nhận. Mọi người có thể thấy ở trên màn hình là bức ảnh đấy thì em chụp những người nghệ nhân đan đó, những cái công cụ rất là đặc trưng của người nông dân ở Đồng bằng Bắc Bộ. Những cái giá trị đằng sau câu chuyện truyền tải đó là những cái nét độc đáo, những cái nghề truyền thống hàng trăm năm ở Việt Nam mới có, và bạn bè nước ngoài thì họ rất là ngạc nhiên khi thấy những công cụ đó, họ không biết đấy là những cái gì và người ta đang làm gì, thì mình gửi gắm được những cái câu chuyện đằng sau bức ảnh để thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về những cái giá trị truyền thống của đất nước mình. Nhắc về những giá trị truyền thống thì đây là một tay máy rất là đam mê ngành văn hóa. Bây giờ chúng ta nhắc đến những khoảnh khắc tiếp theo á. Nếu mà bây giờ được chọn lựa một khoảnh khắc để kể cho quý vị khán giả nghe thì Trần Tuấn Việt sẽ chọn khoảnh khắc nào? Cái câu hỏi này thì em được hỏi rất là nhiều lần, và lần nào thì em cũng nghĩ về cái khoảnh khắc mà em chụp về cái làng Hương truyền thống ở Hà Nội, ở làng Quảng Phú Cầu ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Cái nghề truyền thống làm hương cũng là một nghề rất là lâu đời, và đằng sau đấy là cả một câu chuyện văn hóa của Việt Nam. Nó gửi gắm những cái giá trị về sự kết nối tâm linh của con người, và nó có cái gì đấy nó đặc trưng về Việt Nam bởi vì cái sắc đỏ, bởi vì cái áo vàng. Thì cái bức ảnh đấy nó được bạn bè quốc tế ghi nhận và nó được đăng tải rất là rộng rãi, và nó tạo được một cái hiệu ứng rất là lớn, truyền những cái cảm hứng để rất là nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến với cái làng nghề truyền thống đó chụp và ghi lại và chia sẻ thêm. Nó cũng tạo nên một cái làn sóng rất là lớn ở trên Instagram, và bạn bè quốc tế thì họ đến cái làng Hương để họ check in lại rất là nhiều. Đấy là một cái dấu mốc rất là lớn trong cái sự nghiệp nhiếp ảnh hơn 15 năm của em. Chỉ một tấm hình thôi, ngoài việc tác giả ghi lại những cái dấu ấn riêng của mình thì có sức lan tỏa rất là lớn.
nhiều người từ cái bức ảnh đó đã tìm về cái vùng quê của Trần Tuấn Việt chụp để tham quan, để tìm được những giá trị mà đằng sau ống kính gây sự tò mò nữa. Bây giờ cho anh hỏi là Trần Tuấn Việt, thí dụ như là mình đặt ra một cái mục tiêu nhưng khi mình ghi lại thì nó lại không đạt, em có thể nói về một cái kỷ niệm đó không ạ? Dạ có anh. Em nghĩ là cái dấu mốc mà chưa được thành công cho lắm ở cái hành trình để chụp lại hình ảnh của mình, đấy là khoảnh khắc mà em tìm đến hang Sơn Đoong, hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam, ở tỉnh Quảng Bình. Thì em đã đi 2 lần rồi và vẫn chưa ghi lại được khoảnh khắc như mình mong muốn, thì đấy là một cái thất bại. Và trong thời gian tới thì em sẽ lại đi vào Quảng Bình và lại vào hang Sơn Đoong vài lần nữa, cắn bằng được những khoảnh khắc mà em mong muốn đó. Đó là một cái niềm tự hào của Việt Nam, niềm tự hào của nền du lịch Việt Nam. Đấy là cái khoảnh khắc mà em khát khao được ghi lại. Với hang Sơn Đoong thì em cũng đã biết được rằng đã có nhiều nhiếp ảnh gia chụp rồi và cũng đã có những bức ảnh thật là đẹp. Vậy thì với em á, em thì rất là mong muốn là mỗi lần đến một địa điểm ấy, em sẽ chụp và ghi lại những cái khung cảnh ở đó và kể những câu chuyện nó mang tính khác biệt, chứ không phải là làm đi copy lại của những người khác, cố gắng làm đẹp hơn. Không phải. Cái hang Sơn Đoong thì nó rất là rộng lớn, nó là hang động dài đến 9 km, hơn 9 km, và cao, rất là cao. Thì đấy là hai cái yếu tố để xác định hang Sơn Đoong là hang động lớn nhất thế giới. Ở đấy thì mỗi khoảnh khắc nó tạo ra một cái khung cảnh nó khác nhau, và mỗi cái góc máy và mỗi cái người nhiếp ảnh ra thì ở trong những điều kiện cụ thể thì nó lại ra những bức ảnh khác nhau, mặc dù là cùng bối cảnh. Tháng 1 tới thì em sẽ cùng một đoàn rất là nhiều thành viên nữa để trải nghiệm tiếp theo, và em sẽ ở lại hang Sơn Đoong rất là lâu để mà chụp lại những cái bức ảnh đấy như mình mong muốn. Chúc cho cái mục tiêu mà sắp tới của em thành hiện thực và thành công nữa. Bây giờ cho anh hỏi một cái khoảnh khắc tiếp theo. Anh biết được nhiều tay máy á, để chụp được những tấm hình á, họ có khi phải rơi vào cái sự nguy hiểm rất là cao. Cái sự nguy hiểm thì em gặp rất là nhiều trên những cái con đường của mình. Em từng đứng ở nghĩa địa một mình để em chụp đêm ở Đà Lạt chẳng hạn. Ví dụ như đi Sơn Đoong cũng là một cái trải nghiệm rất là nguy hiểm, bởi vì nó là một tour du lịch mạo hiểm. Khi mà đến với hang Sơn Đoong thì mình sẽ phải có sức khỏe, mình phải có kỹ năng cơ bản trekking, kỹ năng cần thiết khi mà đi vào cái chinh phục cái hang động đấy. Lần thứ hai em đến hang Sơn Đoong thì em đã bị trẹo chân, bởi vì là chỉ bước hụt một phát thôi. Bước hụt một phiền đá và em hụt chân thì em đã bị đập cả cái mắt cá của mình vào một cái tảng đá. Và sau đấy thì cái chân nó sưng vù lên, rất là vất vả, rất là mệt để mà đến được cái bãi cắm trại đấy. Rất là may là trong cái đoàn hôm đấy thì đã có những cái người bác sĩ đi cùng, họ sơ cứu cho em. Và sau đấy thì em cũng đi ra khỏi hang được, rất là may. Rất là nhiều cái khoảnh khắc mà nguy hiểm trên những cái cung đường dọc khắp Việt Nam mà bây giờ em nhớ lại là mình cũng rất là thấy nó sởn cả gai ốc. Mỗi năm thì em đều rong ruổi khắp Việt Nam, đi xuyên Việt một mình 4-5 lần, thì trên rất nhiều cung đường thì mình gặp rất là nhiều thứ nó xảy ra. Cũng cố gắng đặt chân đến những cái nơi rất là hoang sơ, những nơi nó xa với những chỗ du lịch. Mà nguy hiểm nhất để thấy được rằng cái công việc đó, nó cũng phải trải qua rất là nhiều cái sự mạo hiểm, sự gan dạ, sự kiên trì. Ngoài cái việc sáng tạo của bản thân thì nó có những cái rủi ro. Nhưng mà rõ ràng là cái mục đích cuối cùng của Trần Tuấn Việt là muốn ghi lại ống kính của mình những khoảnh khắc hay nhất, ấn tượng nhất. Và gần đây thì được biết một cái team rất là vui, anh còn được cử làm đại diện du lịch Việt Nam. Em thì chưa được chính thức cái vị trí đó, nhưng mà em được đề cử thì đấy đã là một cái vinh dự rồi. Em nghĩ là những cái mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm, nó có một cái giá trị nhất định nào đấy để thôi thúc được cái nền du lịch. Gần 8 năm qua thì em đã chia sẻ được rất là nhiều bức ảnh mà từ đấy tạo được cái dấu ấn rất là lớn với bạn bè thế giới, được họ biết đến và được truyền thông ở trong nước cũng như nước ngoài tán dương cho bằng một cái danh hiệu, đấy là người đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Em rất là vinh dự khi mà nghe được cái lời tán dương đấy. Khi mà được đề cử làm đại sứ du lịch ấy, thì mặc dù nó chưa chính thức thì nhưng mà em cũng cảm thấy là những cái thứ mà mình đã đang và sẽ làm đấy, nó đã được ghi nhận. Đúng là những cái điều mà em mong muốn là góp một cái sức nhỏ của mình vào cái việc là chụp lại những bức ảnh, lưu giữ những cái giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch, giúp đỡ được một phần nào đấy cho xã hội, góp phần làm cái nền du lịch nó phát triển thêm một chút. Em nghĩ là để mà đạt được danh hiệu đại sứ đấy thì nó cũng rất là mất thời gian, để phải qua rất là nhiều ban ngành xét duyệt. Nhưng mà được đề cử thôi em đã thấy rất là vinh hạnh rồi. Bởi bây giờ sau cái đại dịch Covid này thì đất nước mình rất là mong muốn có phần nào để mở cửa trở lại và chào đón rất là nhiều bạn bè từ khắp nơi thế giới đến với Việt Nam. Trong vòng 7 năm qua thì em đã đi khắp về đất nước của mình để chụp trừ cái quần đảo Trường Sa thôi. Thì em đang rất là mong muốn một ngày nào đấy thì em sẽ đặt chân được đến Trường Sa.
rất là vui ạ. Vinh cũng cảm thấy tự hào lắm. Thì một trong những cái hình ảnh mà ấn tượng là du khách họ xem những bức ảnh của Trần Tuấn Việt và họ cảm thấy yêu hơn Việt Nam để họ tới. Ở trong khoảnh khắc cuối cùng này, ngay bây giờ thì cái cảnh đầu tiên Trần Tuấn Việt muốn ghi lại là hình ảnh gì nhất? Em rất là mong muốn trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Em có tình cảm rất là lớn với cái mảnh đất đó và em mong muốn làm chụp được cái khung cảnh mọi người cùng vui vẻ ở trên một cái đường phố rất đông đúc, ở một cái trạng thái bình thường mới mà lâu lắm rồi em không nhìn thấy cái hình ảnh Sài Gòn hoa lệ, rực rỡ, đẹp đẽ và náo nhiệt. Hy vọng thời gian đó sẽ rất gần để cho Trần Tuấn Việt quay vào thành phố Hồ Chí Minh và gửi cho chúng ta những bức ảnh thật là đẹp. Và đó cũng là những hình ảnh đẹp mà chúng tôi đang mong chờ để thấy được trong khoảnh khắc cuộc đời. Hôm nay thì có một ít thời gian để trao đổi thôi, nhưng mà anh cũng biết là rất là nhiều cái tâm huyết của Trần Tuấn Việt. Vậy thì bây giờ nếu mà có một ước mơ cho bản thân mình thì Trần Tuấn Việt mong ước điều gì? Em thì chỉ mong ước là mình đủ sức khỏe và đủ thời gian, đủ đam mê để mà tiếp tục những cái hành trình đi khắp đất nước mình và lưu lại những cái khoảnh khắc thật đẹp, thật ý nghĩa. Nó như là một cái phần trọng trách của cuộc đời của em vậy. Em nghĩ là đấy là cái đam mê và cuộc đời của em thì em sẽ cống hiến tất cả những cái khả năng của mình để lưu lại những cái khoảnh khắc. Một phần trọng trách của cuộc đời em. Một cái thông điệp nói hết tất cả những gì mà Trần Tuấn Việt muốn nói. Tôi nghĩ là như vậy. Chúc cho Tuấn Việt có sức khỏe, có đủ đam mê để tiếp tục đi theo cái con đường mà Trần Tuấn Việt đã chọn, đó là nhiếp ảnh và mang hình ảnh của Việt Nam ra khắp thế giới. Cảm ơn Trần Tuấn Việt và chúc cho những dự định của Trần Tuấn Việt sẽ sớm thành hiện thực. Đặc biệt là tôi chờ mong từng ngày để nhìn thấy tấm ảnh mà Trần Tuấn Việt chụp về không khí tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã yêu thương và đón nhận chương trình Khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.